Bão số 6 giật cấp 14, đêm mai áp sát vùng biển từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 6, tên quốc tế bão Nari, ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 120 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 115 km mỗi giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 6, nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 115 km mỗi giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh. Phía Bắc vị tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 9 tháng 10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông bắc Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8 tháng 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 tháng 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8 mét, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 tháng 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay 9 tháng 11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 tháng 7, sau tăng lên cấp 8 tháng 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 tháng 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 tháng 6. Biển động dữ dội. Từ chiều tối mai 10 tháng 11, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên, Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng, 100-200 mm, Bình Định đến Khánh Hòa, 200-350 mm, cục bộ một khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 150-250 mm. Bình Định là trung tâm bão số 6 nên không được chủ quan. Chiều 9 tháng 11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định. Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết để ứng phó với bão số 6, tỉnh đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải túc trực 24/24 giờ từ ngày 9 tháng 11, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn, ứng phó trong mọi tình huống, giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng cấp phát bao tải cát miễn phí cho dân, hỗ trợ lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, lồng bè. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định duy trì 100% quân số, thành lập 5 đoàn công tác, chuẩn bị phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ cứu nạn như phao bè, xuồng, nhà bạc, giường, chiếu, vật chất sinh hoạt tại các phòng tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi đi kiểm tra một số địa bàn xung yếu của địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định cơn bão số 6 rất mạnh, giật cấp 14 đến 15 và Bình Định là trung tâm của bão đổ bộ. Khả năng tối mai, 10 tháng 11 và sáng ngày kia, ngày 11 tháng 11, bão sẽ đổ bộ, vì vậy chính quyền và người dân không được chủ quan.
Bão vào đất liền đúng dịp thủy triều lớn sẽ gây sóng to, mưa lớn, nếu chủ quan thì sẽ rất nguy hiểm. Cần khẩn trương rà soát khu vực có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, để sơ tán người dân đến nơi an toàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu tỉnh Bình Định tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền, tập trung rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, kể cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đặc biệt lưu ý hướng dẫn bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vãng lai của địa phương khác. Tin, ảnh, Đức Anh. Từ đêm mùng 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên lên mức báo động, BD1, BD2, sông nhỏ lên trên BD2, các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức BD2, BD3 và trên BD3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão, cấp 3.